Đèn LED RGB Ulanzi VL120, đèn LED hỗ trợ ánh sáng video camera cho studio, full dãi màu, pin 3100mAh, thời gian sạc khoảng 2 giờ, độ sáng tối đa lên tới 2 giờ, độ sáng tối thiểu lên tới 15 giờ, cổng sạc Type-C, bằng điều chỉnh độ sáng 2590K, điều khiển đèn studio, chế độ màu HIS cho phép bạn linh hoạt hơn trong quá trình làm phim, cung cấp nhiều chế độ chiếu sáng phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau như xe cảnh sát, tia chớp, party, đèn máy ảnh RGB có kích thước nhỏ khoảng 11cm và nặng 120g, dễ dàng mang theo bằng một tay, vít 1/4 tiêu chuẩn phù hợp với chân máy, có đế gắn cho tất cả dòng máy ảnh hoặc máy quay DSLR. Sản phẩm bán chạy trên Ali, xem thêm chi tiết trên website.